Bài Đương Quát cha quanh quanh quát tha ná phía sụp con trong vai Phim Đào. Đương danh vĩnh viễn sẽ không ai biết được trong đương có gì. Sớm trai khẽm lạc trong vai Buôn Tà. Kron Phon Thiên Su Quang trong vai Khoảng. Bà ngoại ơi, tụi con đã ở trong phòng không nhìn thấy trời trăng mây gió gì suốt cả ngày hôm nay rồi. Tụi con sắp bị trầm cảm đến nơi rồi bà ơi. Có chuyện gì? Con tìm mẹ có chuyện gì không? Mẹ à, thực ra thì con muốn... Lại muốn xin xỏ? Mẹ ơi, bà ngoại, dù sao cũng không thể về Bangkok được mà. Hai người thử xem xét về vấn đề này thêm một lần nữa giùm con có được không? Vấn đề gì? Bà ngoại có thấy nhà ở đây còn rất đẹp hay không? Mà kết cấu cũng rất chắc chắn nữa. Chỉ cần chúng ta cải tạo lại một chút thôi thì có thể ngay lập tức kinh doanh được rồi, đúng không? Con vẫn chưa thôi chuyện làm cái homestay điên khùng của con hả Sải Mẩy? Vì đó là ước mơ của con mà gì đâu. Sao con dễ dàng từ bỏ được? Bà đã nói rồi, con thôi đi. Bà tuyệt đối không để con làm gì ở đây hết đâu. Bà ngoại. Mẩy, sao mà con làm được chứ? Con không thấy người ta đang đưa tin xấu về nơi này hay sao hả? Tại con đó, ngu. Đủ rồi, đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Đến chừng nào Buôn Tà hết bệnh, chúng ta sẽ thu xếp về Bangkok. Nè, không sao đâu mà. Tụi mình đi tìm chỗ khác, không sao đâu. Mình thực sự không hiểu nổi, tại sao mẹ của mình và bà ngoại của mình ngày càng vô lý hết sức vậy? Có phải có mình cậu đâu, chính mình còn thắc mắc mà. Không Buôn Tà, Ưng Xăng sẽ không vô nhà được đúng không? Chị mệt em rồi đó Bim Đao à. Nghe nào cũng hỏi Buôn Tà một câu hỏi 3-4 lần. Em điên rồi hả? Thì tại em sợ mà. Nếu cô sợ, tôi sẽ để Tan Xã canh chừng cho cô. Cậu đã làm gì vậy Buôn Tà? Tại sao Tan Xã có thể tỉnh dậy được hay vậy? Là nhờ thức thi nguyền chú. Thức thi nguyền chú? Đúng. Xác chết được gọi dậy, nhìn như là đang sống, nhưng lại không còn chút cảm xúc gì hết. Nghĩa là xác của Tan Xã bây giờ không còn linh hồn nữa phải không? Kể từ bây giờ, tôi sẽ điều khiển nó. Khó tin thật đó, không ngờ lại có chuyện này. Còn nhiều chuyện mà cô không biết lắm. Cô chủ của tôi. Anh muốn làm gì cô ấy vậy? Đã kêu vậy rồi thì anh tự giải quyết đi. Chúng tôi không giữ đâu, nhìn ghê muốn chết.
tử tôi sẽ lo. Cô ấy sẽ là công cụ của tôi. Công cụ xử lý Ương Giang sao? Đúng. Bây giờ tôi khỏe lại rồi, tôi sẽ không để cho cái ả Ương Giang đó chạy thoát được đâu. Tôi sẽ phá cái rương và giết trừ cô ta. Thôi, không cần đâu. Nhìn tình trạng cô ấy bây giờ đi, nửa ma nửa người. Tôi không còn đâu. Chúng ta không nên chủ quan, Bun Ta. Đi kiểm tra kỹ lại cho chắc đi. Được phu nhân. Thiên sở, đi. Thôi, khoan đã. Chị khoan hãy ngủ đi chị. Ở lại với em đi mà. Đợi Bun Ta kiểm tra xong rồi chúng ta hãy đi ha. Nè Malai, cô tuyệt đối không được nhắc đến Trang Xã. Nếu như mấy người nhà phu nhân mà nghe được thì cô sẽ chết chắc đó, cô biết không? Không nói. Không nói. Ê, đi đâu vậy? Không nói. Cô im ngay. Biệt phủ càng ngày càng trở nên đáng sợ, không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Cầu cho đừng có ai chết nữa mà.
Là cô làm sao, tên xã? Ưng Sanh. Có chuyện gì sao buôn ta? Bà Ưng Sanh vô được trong nhà rồi. Cái gì chứ? Ưng Sanh vô được trong nhà rồi sao? Chắc là từ lúc tôi ngồi thiền đó. Sao cô ta vô được? Sợi chỉ thiên vẫn còn kia mà. Là do cô ta hít cho nên mới chết như vậy. Tên sở, Sải Mỹ, Sải Mỹ.
con ngủ chưa mày? Mày à, mày mở cửa cho mẹ đi mày. Mày, mày à. Ôi chị Đương ơi, giờ này chắc tìm Sam với mày đã ngủ hết rồi. Đúng vậy, chắc không có chuyện gì đâu. Người ưng săn hận là chúng ta mà, cô ta sẽ không làm gì mày đâu. Không đâu mẹ, con sẽ không đi đâu tới khi mà nhìn thấy sải mày an toàn. Mày à, mày mở cửa đi con, mở cửa cho mẹ đi. Mày, mày à, mở cửa cho mẹ đi con. Mày tìm Sam à? Tên xã, con đứng đây làm cái gì vậy? Chuyện gì sao? Mày đâu rồi hả? Trong nhà vệ sinh. Mày, con gái ơi. Mày, mày à? Mày. Mở cửa. Sải mày à,
Mỹ, Mỹ, Mỹ à, không sao chứ? Mỹ, Mỹ à, con có sao không Mỹ? Mỹ, mẹ, con à, con sao rồi? Không sao rồi con, bình tĩnh đi. Không sao rồi, Mỹ à. Con mẹ đây mà. Cô định chạy đi đâu, Hương Sơn? Bunta. Cô sẽ không thoát được đâu. Thanh xã, giúp cô ta. Cô chạy đi đâu? Ở yên trong đó đi. Từ từ, từ từ thôi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mình cũng không biết nữa.
giống như là có ai đó nhốt mình trong một cái rương, rồi sau đó nước từ từ chảy vô trong, làm cho mình không thể nào thở được. Là do ương săn làm có phải không? Nè, có khi nào là do ma không vậy? Nè, tào lao quá tìm. Ma cỏ đâu ra chứ? Đúng đó tiền, chắc là mình tưởng tượng ra mà thôi. Đúng, không có đâu, ma cỏ gì ở đây chứ. Tìm ở đừng có suy nghĩ tào lao nữa nha con. Không có gì nữa rồi, con nghỉ ngơi đi ha. Ừ, dạ mẹ. Nè, con để ý bạn của mình chút đi, chứ đừng có chỉ biết cày phim thôi. À, dạ. Dạ thưa dì, con là bạn, không phải là bảo mẫu. À, con sẽ trông chừng sải mẩy sáng trưa chiều tối, từng giờ từng phút luôn, có được chưa? À, được rồi, không còn gì nữa thì mau về ngủ đi. Mẹ đi nha. Mọi người ngủ ngon nha. Ương Tăng đã vô nhà được rồi, giờ chúng ta phải làm sao đây hả mẹ? Gió tiếng thôi đau, người khác nghe thấy bây giờ. Ương Tăng muốn giết con của con, con tuyệt đối không tha đâu. Đây là cái gì vậy Bunta? Đúng đó, anh đem hình nhân tới làm gì vậy Bunta? Đó không phải là hình nhân bình thường. Linh hồn của Ưng Răng đang bị nhốt ở bên trong. Ơi! Linh hồn của Ưng Răng đang ở bên trong thật sao? Đúng vậy.
tốn công vô ích nữa. Cô không thể nào thoát ra được đâu. Nè Bunta, thả tôi ra. Nè Bunta, thả tôi ra mau. Anh tính làm gì với hình nhân này vậy? Đúng vậy, còn linh hồn của Ưng Răng nữa, cậu định làm gì với đó vậy? Giết cô ấy thêm lần nữa đi, khiến cô ấy hồn siêu phách lạc. Nói đi, ta sẽ trả cho cậu. Chỉ cần cậu diệt trừ cô ta đi. Phải, chỉ vậy chúng tôi mới ngủ ngon được. Trước hết, chúng ta phải trộm được cái rương đã nhốt nó đó. Cái rương đang ở chỗ cảnh sát sao? Đúng. Muốn tiêu diệt linh hồn, phải phá hủy thi thể của cô ta cùng với cái rương đó nữa thì mới xong. Biệt phủ Sẻn Khâm. Ta không có ý định bán biệt phủ này. Bình tĩnh đã phu nhân, tôi đương nhiên biết rõ quyết định đó mà. Tôi chỉ thấy phu nhân đã lâu không còn ở đây nữa rồi. Lúc trước cũng chỉ đóng cửa để cho người hầu ở. Vậy thì tiếc cho biệt phủ này quá. Đó là chuyện của ta, cậu quan tâm làm gì chứ? Trời, tin đồn biệt phủ này có ma nổi tiếng khắp nơi rồi. Mà để càng lâu thì giá sẽ càng thấp đó. Ma cỏ gì ở đây chứ, tào lao. Mọi người không tin, nhưng người khác tin. Người dân ở quanh khu vực này lại càng tin. Nói không chừng thì ở đây có thể từng xảy ra án mạng giết người nữa. Cậu đang nói gì vậy hả? Dám dựng chuyện nói xấu người khác ở đây, tôi có thể kiện cậu đó. Cậu biết không? Bình tĩnh lại nào. Tôi không nói là mọi người làm. Cái xác trong rương có thể bị giết ở chỗ khác rồi bị quăng xuống hồ nhà các người. Sao mọi người có vẻ lo lắng quá vậy? Cậu hãy thôi ăn nói lung tung đi. Tôi nói sự thật nha. Bây giờ ai ai cũng biết cảnh sát đang điều tra vụ án cái rương tìm thấy trong hồ nhà bà. Nếu đây thật sự là một vụ án mạng thì giá sẽ bị giảm xuống. Bà nghĩ sao hả phu nhân? Nếu bà bán biệt phủ lại cho tôi thì bà vẫn còn có thể có lời đó. Nhưng nếu để chuyện tôi nói xảy ra, tôi nói trước, có bán rẻ tôi cũng không mua. Ừ,
Ta đã nói là không bán. Thật chán với mấy con ếch ngồi để giếng mà. Đi thôi mẹ. Cậu về được rồi đó. Ở đây không chào đón người lạ. Chuyện sao rồi hả ông chủ? Họ có chịu bán không? Họ không chịu. Đã không chịu lại còn sức sượng. Bà Sải Khâm chắc là bà không biết tôi là ai rồi. Cần dạy dỗ lại bà ta không? Ở đây đồng không mong quạnh, mình có làm gì cũng không ai biết đâu. Cậu bị điên hả? Giết bà ta rồi tôi sẽ có đi biệt phủ sao? Đồ! Hay là ông chủ từ bỏ biệt phủ đi đi? Không bao giờ. Tôi đã muốn có cái gì thì tôi... Nếu như không phải của nạn nhân, có nghĩa là... Ừ, là của hung thủ. Hàng thật hả? Chỉ có triệu phú mới đeo thôi. Đúng vậy. Tên cảnh sát đến đây làm gì vậy? Anh ấy đến hỏi con về viên hồng ngọc đó. Hồng ngọc là cái này nè mẹ.